Rồi, xin kính chào quý anh em, xin kính chào bà con mình ha. Hiện tại anh em đang ở khu vực Đắk Nông xử lý rau hoa trên sầu riêng khu vực Đắk Nông mình ha. Thì đây là cái vườn tiếp theo anh em ghé để mà hỗ trợ của con. Thì chúng ta nhìn lên cũng là cùng điều kiện ha. Hôm nay anh em cũng chia sẻ mấy clip đó, giai đoạn chúng ta xử lý ở điểm lá lụa. Lá lụa ha. Đó, thì chúng ta xử lý hai lần lăng, một lần là thời điểm cái lá chúng ta chuẩn bị nó mở thế này. Đó. Đâu con xem ha. Đây là lần thứ nhất chúng ta vô lăng ha. À, lần thứ hai là thời điểm lá chúng ta nó lụa, nó mở hết lá thì chúng ta sẽ vô lăng lần thứ hai. Thì cái nguyên nhân tại sao mà rải lăng mà không rải lần đi, rải chỉ hai lần cho nó tốn công, thì thật sự là mình tốn công nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại nó cao hơn rất là nhiều của con. Chúng ta cho ăn hai lần thì cái hiệu quả nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Còn nếu mà chúng ta luyện một lần mà chúng ta luyện nhiều ký á, thì cái rễ ăn đâu có hết, ăn đâu có hết đâu của con, cái lực rễ tới đó thì ăn chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng mà chúng ta luyện một lần, ta luyện nhiều quá thì cái lượng lăng thừa dưới gốc dưới rễ lâu ngày thì nó cũng phí đi đó, thì chúng ta ý ha. Cho nên là nếu mà chúng ta rải thì 6 kg, chúng ta chia làm hai lần, mỗi lần chúng ta rải 3 kg, cách nhau khoảng cỡ 5 tới 7 ngày thôi đó. Thì cái giai đoạn đầu tiên là rải thời điểm lá non nó còn như thế đó, thứ hai là lá lụa mở hết ha, thì chúng ta rải hai lần. Thì có số vườn cái thành phần trong đất, cái tỷ lệ lăng trong đất nó kém, cái đất chúng ta nó giữ lăng thấp, thì chúng ta có thể hỗ trợ thêm xô lăng mà dạng tưới dinh dưỡng hữu cơ, hữu hiệu về hấp thu, thì chúng ta đưa cái lăng nhanh chóng lên để giúp cho nó phân hóa mầm đều cho con mình. Thì đó là cái giải pháp mà anh em chia sẻ cho con mình về cái giải pháp chúng ta tưới cái lăng nước năm nay. Thì đó là cái giải pháp chúng ta tưới cái lăng ha. Ở đây là chú rải lăng lần hai rồi nè của con, chúng ta thấy bên dưới còn cái lăng nằm dưới ha. Thì ở đây là chúng ta rải lăng, chúng ta để ý là cái vị trí cũng như là chúng ta rải cái khoảng cách cho nó đều ha, từ nửa tàn sầu riêng đó chúng ta bón bung rộng ra tới ngoài đây luôn, chứ không phải là chúng ta rải tập trung ngay gốc nó không ăn nhiều đâu, mà cái rễ màng chúng ta nó tập trung phía ngoài đây nè đó. Thì chúng ta rải qua đây nè, nó mới đạt hiệu quả ha. Và cái rải thì chúng ta để ý nghe, cái đất chúng ta nó ngoài đây nó phải có độ ẩm, có số rồi con. Chúng ta thấy ở ngoài đây nè, ở ngoài cái mí tàn của mình nè, đất nó khô khốc hết trơn, rồi chúng ta rải cái lăng xuống thì nó không có đạt. Cho nên là muốn rải lăng nó đạt hiệu quả cao thì những cái vị trí chúng ta rải cái đất đó, nó phải xốp, nó phải có cái độ ẩm như thế này nè, thì chúng ta luyện lăng vô nó mới hấp thu được, cái rễ nó mới ăn lăng được, chứ nó khô khốc thì làm sao nó ăn được của con. Cho nên là chúng ta cần phải xem lại ha, đất nó phải xốp đầy đủ hữu cơ, nó rễ chúng ta phải phát triển khỏe, nó rễ mạnh rễ lực thì chúng ta rải lăng vô nó sẽ có tác dụng. Hoặc là pH nó thấp, pH mà nó dưới 5.5 thì chúng ta luyện lăng vô nó cũng không đạt. Lúc đó là cái pH nó tụt thì cái lăng chúng ta luyện vô cái keo đất hoặc là những cái kim loại nặng nó sẽ kìm giữ cái lăng chúng ta lại. Lúc này cái rễ không hấp thu được cái lăng thì nó không có tạo mầm hoa đạt chất lượng cho con mình ha. Chúng ta để ý đều nguyên lý này đó. Rồi thì cái lăng nước chúng ta tưới vào cũng vậy, điều kiện đất chúng ta phải có cái độ ẩm. Tại vì cái lăng này là chúng ta tưới vào cái rễ nó tiếp xúc được với cái lăng, nó sẽ hấp thu rất là nhanh, nó không cần qua cái bước mà chuyển hóa từ khó tiêu thành dễ tiêu. Tại vì đây là cái dạng lăng dễ tiêu, anh em đưa cái xô lăng nó lại dễ tiêu. Và khi mà hấp thu lên nhanh thì nó sẽ giúp cho lá chúng ta nó xanh dày lên nhanh hơn, nó sẽ quang hợp mạnh hơn, và nó sẽ chuyển vị, nó sẽ giúp cho lên mầm cho con mình đẹp hơn ha. Đó là cái giải pháp chúng ta đi cái lăng. Thì cái yếu tố để mà hình thành cái mầm bông khỏe, ra bông đẹp, sau này tua trái khỏe thì chúng ta phải căng cái lực cây nữa. Ví dụ chúng ta thấy là cây chúng ta lá nó khỏe nè, cái đọt lá nó to như thế này đây nè, là cái này là cỡ hơn gang tay, có những lá hơn cỡ gang tay của con, cỡ gang tay trở lên không ha. Và cái đường kính lá nè rất là rộng như thế này, rồi cái xanh dày nè, đó, cái độ xanh độ dày của nó rất là khỏe ha. Ở đây của con xem ha, rất là khỏe. Đây có những cái lá nè, đây chúng ta thấy là chưa từng thấy cái lá sầu riêng nào nó nè, đây nè, từ cái vị trí cuốn lá nè, một gang tay mà chưa giáp hết cái lá, còn dư nhiêu đây nè, gang mấy nè. Rồi cái bảng lá nè, của con thấy bảng lá nè, nó to mà nó dày nè, hết sức cái cơ lá nè. Đây tôi cầu xem nó đều hết nha, không phải là có lá to lá nhỏ đâu, nó đều rất là đều nè. Này đó, rồi thì đó là cái vấn đề mà cái cây nó lực là chúng ta đủ điều kiện làm bông ha. Và cái thời điểm lá lụa chúng ta vô lăng hay là đúng, đừng có vô lăng thời điểm mà lá nó già không con. Thời điểm mà lá già như thế này nè, ví dụ anh em, ví dụ như cái lá già thế này nè, thời điểm mà cơ đọt mà lá già thế này nè, nếu mà chúng ta luyện lăng vô trong thời điểm mà lá già thế này nè thì chắc chắn là nó sẽ trễ. Tại vì khi mà cái lá già này nó xuất hiện thế này
thì rất có thể là những cái mầm đọt đã phân hóa sẵn này rồi. Lúc này chúng ta luyện lần tạo mầm vô, không phải để tạo mầm bông mà chúng ta tạo mầm lá. Thành ra là chúng ta phải xử lý trong thời điểm mà cái lá lụa như thế này nè, nó rất là hiệu quả của con. Thời điểm mà lá lụa như thế này nè, đó, nó lụa như thế này nè, đó, chúng ta xử lý rất là hiệu quả ha. Chúng ta hãy đợi cho nó ra như thế này, ít nhất cũng như thế này nè, rồi chúng ta hãy vô lăng. Rồi khi mà cái thời điểm mà hết trơn những cái lá non mà đọt cái này nó mở ra, lá lụa đều hết, chúng ta vô lăng lần hai, rồi chúng ta tưới xô lăng, nó sẽ đạt hiệu quả rất là cao ha. Tại vì thời điểm này nè, thì tại sao chúng ta vô thời điểm lá lụa này? Tại vì lúc này là đọt đang ra, nha, là cái thời điểm mà chúng ta tận dụng là cái rễ đang hấp thu dinh dưỡng bên dưới cũng như là nó hấp thu nước bên dưới. Lúc này chúng ta luyện cái lăng vô, nó sẽ theo nước, theo cái lượng dinh dưỡng trong đất, cái rễ sẽ hấp thu, nó sẽ đẩy lên rất là nhanh và nó sẽ đẩy ra cái dần đọt của chúng ta, vừa mở lá to, vừa xanh về lá, vừa tích mầm, vừa tích lăng trong cái lá rất là nhiều. Rồi sau này khi mà cái lá chúng ta nó xanh đen lên, xanh dậy lên, lúc này nó sẽ quang hợp, nó sẽ chuyển hóa mầm chúng ta rất là nhanh. Cho nên là trong thời điểm này chúng ta vô lăng, thứ nhất là nó không có sợ xì đọt, tại lá lụa nè, cây đang nuôi lá mà làm gì xì đọt. Chúng ta đang nuôi lá, chúng ta đang vô lăng trong thời điểm này thì không sao. Còn mà lá già này, nó chúng ta vô trong thời điểm lá già này nè là trễ nha, lúc này là đọt nó đi đó, xì đọt đó, chứ không phải là tạo mầm bông đâu. Rồi thì đó là cái thời điểm chúng ta vô lăng. Và trước khi vô lăng, anh em để ý con để ý ha, là những cái lá cây mục bên dưới nè mà nó dày đặc, nó sắp lớp lên đó, chúng ta phải quét, chúng ta thổi ra quét cho nó thoáng gốc rồi chúng ta hãy vô cái lăng. Ở đây là chú còn mắc cái nhược điểm là không quét những cái lá cây mục ra mà chú rải cái lăng vô nè, cho nên là có một số cái vị trí lá cây nó dày quá, liền lăng vô nó sẽ dính trên cái lớp lá cây đó, nó không xuống được dưới đất, thì lúc này rễ không hấp thu được cái lượng phân lăng đều, thì sau này nó sẽ ra một không đạt. Cho nên là chúng ta cần phải xử lý làm sao là cái lượng lăng chúng ta rải, đất nó phải thoáng, nó sẽ hấp thu đầy đủ tất cả vị trí trên cái đầu rễ của mình thì nó mới đạt như bà con. Đó là cái giải pháp chúng ta đi ha. Và với con mình nói là có dặn kali không, thật sự có một số vùng đất của chúng ta thiếu kali, nếu mà chúng ta cần thiết có thể bổ sung nhẹ một tí kali vô, khoảng 100-200 gram vô cái lăng chúng ta rải cũng được, không sao ha. Trên cái điều kiện mà chúng ta cảm giác như cái lá nó mỏng quá thì chúng ta có thể kèm nhẹ một tí kali vô ha, để chúng ta xử lý. Tại vì kali chúng ta đưa vào thì nó sẽ ức chế cái sự sinh trưởng mạnh của cây, nó sẽ hạn chế cái sự hút đạm cũng như là hút nước của rễ nhiều, thì nó sẽ giúp cho ổn định cây lại, thì chúng ta làm bông mới đạt. Còn những cây bình thường, vừa bình thường thì chúng ta làm một thuận này tháng 10 này thì chúng ta không cần thiết phải đưa kali nhiều, chỉ cần cái lượng lăng đủ đều cho cây thì nó sẽ đạt tác dụng cho con mình. Rồi khi mà chúng ta xử lý cái lăng xong, xử lý cái lăng tạo mầm xong thì tầm khoảng 5-7 ngày sau đó con, thì chúng ta sẽ xử lý cái bộ sản phẩm và lá nhanh là cái Superfast kết hợp với ATP đó. Cái Superfast có kali lăng hữu hiệu sẽ giúp cho cái lá của chúng ta nó sẽ xanh dậy lên của con, nó sẽ chuyển già rất là nhanh ha, tại vì có kali. Kali trong Superfast nó cũng giúp cho quạt quá số kenzin, giúp cho hỗ trợ cái lá chúng ta quang hợp mạnh hơn. Lúc này nó sẽ tiếp xúc nhiều với ánh sáng và nó sẽ tổng hợp được nhiều dinh dưỡng nuôi lá, giúp cho lá ta màu xanh dày già. Rồi cái ATP có cái lăng cho nó sẽ giúp cho cái độ dày của lá chúng ta nó sẽ tốt hơn, nó sẽ xanh dày chắc hơn cho con mình ha. Rồi khi mà xử lý xong, rồi tầm khoảng 5-7 ngày sau chúng ta sẽ tiến hành phun cái lăng 89 kết hợp với cái thằng siêu tạo mầm. Lúc này chúng ta chính thức bước vào cái thời điểm cho phun, để chúng ta đưa cái lăng gấp mấy lần vô đó để giúp cho cái lá của chúng ta nó màu chuyển vị nhanh hơn, nó thuần thục và nó sẽ giúp cho ổn định cấu trúc lá chúng ta nó sẽ đứng đó, giúp cho cái lá của nó săn lại, nó thô lại, nó nhám lại ha. Lúc này khi mà cái lá chúng ta nó săn xanh, nó dày, nó thô lên thì nó sẽ tiếp xúc được với ánh sáng, nó sẽ còn cái quá trình quang hợp đó chú tỷ ha. Lúc này chúng ta vẫn còn tưới nước nha, để cho cái rễ hút nước luôn, nó tham gia vào cái quá trình quang hợp nhiều, nó sẽ quang hợp với ánh sáng và khí CO2 thì nó sẽ tạo ra cái đường bột, từ đường bột nó chuyển hóa thành một cái dạng protein năng lượng thông qua cái quá trình hô hấp đó, nó sẽ giúp cho vận chuyển vô trong. Lúc này chúng ta đã phun cái kali trong cái Superfast rồi thì nó sẽ làm cho cái mầm bông ta nó sẽ ra đẹp hơn, khỏe hơn. Thì đó là cái giải pháp chúng ta xử lý cái lần 89 với siêu tạo mầm ha. Rồi tầm khoảng 3-4 ngày sau chúng ta sẽ cắt nước, tức là khi mà xử lý cái bộ lần 89 với thằng siêu tạo mầm xong đó, rồi chúng ta vẫn tưới nước 1-2 lần nữa, 1-2 ngày nữa, rồi qua ngày thứ 3-4 chúng ta cắt nước. Cắt nước bắt đầu chúng ta xiết nước tạo khô hạn cho nó. Ở đây cắt nước không phải là chúng ta xiết nước để cho cái rễ không còn uống nước, nó vẫn còn hấp thu nước trong môi trường đất, vẫn còn một cái lượng độ ẩm nhẹ ngậm bên dưới cho cái rễ hấp thu một cái lượng nước nhẹ để nó quang hợp, chỉ quá mầm quang đó chú để ý ha. Còn nếu mà chúng ta mà cắt nước để cái độ mà khô khốc khô hạn mà như
nói chung là không còn nước bên dưới nữa thì cái cây của mình nó sẽ cháy lá rụng lá luôn đó. Cái quá trình mà chúng ta cắt nước, xiết nước rất là quan trọng ha, chúng ta cứ theo dõi. Rồi chúng ta cắt nước xong, rồi khoảng tầm cỡ 7 tới 10 ngày sau bắt đầu là những cái mầm mắc cua của mình đó, nó sẽ sáng sáng lên, nó nhú nhẹ nhẹ lên, nó nhí lên đó. Thì lúc này là bên ngoài cái đọt chúng ta lá bắt đầu chuyển xanh già hết rồi, già sạch hết rồi. Rồi khi mà cái lá chúng ta lúc này nó chuyển xanh dày dạ, thời điểm này bên trong nó có hầm hột gạo nó nhú nhú rồi đó. Nếu như chúng ta tưới nước lại trong thời điểm này, chúng ta ý ha, là nó sẽ đen cái mầm bông mình lại, hoặc nó chai mầm bông mình lại, nó lặn xuống. Hoặc là trong thời điểm đó có hột gạo nhú mà chúng ta gặp một cái đám mưa lớn nó sốc nước bên dưới thì nó cũng làm cho đen mầm bông, chai mầm bông mình lại. Hoặc là từ cái hột gạo nó sẽ trồi ra bông lá. Cho nên là trong thời điểm mà vú hột gạo, chúng ta cứ ý là bên ngoài chúng ta phải phun thủ cái vấn đề chặn đọt. Tại vì lúc này là có mầm hột gạo bên trong, bên ngoài lá già rất có thể là nó sẽ xì đọt nếu như gặp mưa. Thì lúc này của con chúng ta xài cái bộ super fast với chặn đọt đó, chặn đọt sẽ cố định chặn đọt chúng ta bằng chuniconazole rất là an toàn, không tổn lá. Rồi cái super fast nó có cái kali, nó sẽ giúp cho cái dàn lá chúng ta ổn định hơn, nó sẽ hoạt hóa cho cái lá của chúng ta, nó sẽ tiếp tục quang hợp mạnh mẽ hơn để nó chuyển hóa, giúp cho nó hoàn thành cái mắt cua của mình, nó sáng rõ cho con mình ha. Còn bên trong khi mà sáng hột gạo, chúng ta có thể xử lý cái thằng organic thiên hưng, chúng ta kết hợp với cái thằng ATB. Trong cái organic thiên hưng nó có canxi, kali, hữu cơ, nó sẽ giúp cho chống khô bông, chống đen bông, chống bị chai mầm bông. Nó sẽ giúp cho cái màng tế bào bông nó sẽ sáng hơn, nó chống cái tình trạng bị bó bông, khô bông, nghẽn bông. Và trong đó nó có kali cũng như là một số cái thành phần hữu cơ vi lượng của con, nó sẽ giúp cho cái bông nó sáng hơn. Thì đó là cái cách chúng ta có thể chặn được trong thời điểm đó. Và cái thời điểm đó chúng ta đưa cái ATB vào của con để có cái lăng hữu cơ hữu hiệu, để giúp cho cái bông của chúng ta sẽ tượng tròn hơn. Nó chặn cái tình trạng, tránh cái tình trạng mà nó xì bông lá. Tại vì gặp mưa hoặc là lỡ như có số của con tưới nước đột ngột á, bông chưa ra hoàn thiện mà chúng ta tưới nước sớm quá là nó sẽ dọc bông lá. Thì lúc này chúng ta đưa cái thằng ATB nó sẽ giúp cho hỗ trợ cái lăng, nó chặn cái lượng đạm lên cái bông, hay là nó chặn cái lượng nước sóc nước lên bông, thì nó sẽ giúp cho cái bông nó tròn hơn và nó sẽ cố định cái bông chúng ta đẹp hơn cho con mình ha. Chặn vấn đề đi bông lá, hạn chế đi bông lá. Thì đó là cái giải pháp mà thời điểm sau cùng, là thời điểm mà nó nhú cái hột gạo đọt chúng ta già, mà lỡ như gặp mưa hay là chúng ta tưới nước sớm quá. Ở đây là cái cách chúng ta chủ động là gì, thời điểm đó khoan hả tưới nước, mới có nhú hơi hơi là chúng ta tưới nước sớm quá nó sẽ đen lại hoặc là đi bông lá. Thành ra chúng ta phải đợi cái bông chúng ta ra chùm chùm khoảng cỡ 1-2 cm, thì chúng ta hãy nhấp nước nhẹ nhẹ lại. Bên ngoài vẫn phun chặn đọt, nhưng mà chúng ta để ý là cái mầm bông của chúng ta nó khoảng 1-2 cm, nó ra chùm nhỏ nhỏ vậy nè. Chúng ta hạ tưới nước nhẹ nhẹ, nhấp nhẹ thôi chứ đừng có tưới nước mạnh quá nha con. Trong khi đó cái thời điểm trước đó ta đã xiết nước lâu rồi, xiết nước cả 10 bữa nửa tháng rồi đó. Rồi khi mà nó nhú cái bông rồi, của con chúng ta lại tưới nước đẫm vô, tưới nước sốc vô, thì nó sẽ làm cho giọt bông lá ra, nó sẽ làm cho khô bông mình. Cho nên đó là trong thời điểm mà nhấp nước trở lại, khi mà sáng mắt cua đều hết rồi, chúng ta chỉ cần nhấp nhẹ rồi từ từ tăng lượng nước lên, thì nó không làm cho bị sốc, không bị làm cho khô bông, không bị làm cho đi bông lá, nó sẽ rất là ổn định cái dạng bông của mình ha. Đó là giải pháp mà chúng ta xử lý trong thời điểm sau. Cái vấn đề về nhánh bơi, nhánh bơi đây của con xem ha, thì nhánh bơi trong thời điểm này rất là nhiều clip anh em cũng chia sẻ rồi, là chúng ta vô cái lăng gốc rồi khoan nhánh bơi, để cái nhánh bơi này nè chúng ta lên 1-2 cử lăng tạo mầm đi. Đó, đến thời điểm anh em khuyến cáo, thường hay khuyến cáo là đến thời điểm mà cử 2 chúng ta lên lăng 89, chúng ta kết hợp với cái siêu tạo mầm á, là chúng ta phun chập vô cho nó hấp thu ở nhánh bơi này luôn. Rồi khi mà cái lượng thuốc nó hấp thu được qua cái nhánh bơi rồi, nó chuyển quỵ vô cái nhánh cái này rồi, thì chúng ta cắt nhánh bơi này bỏ. Còn ngược lại cái nhánh bơi mà nó còn non đúng không, chúng ta cắt nó sẽ xì bông lá. Chúng ta thấy ha, đó là cái giải pháp chúng ta xử lý nhánh bơi. Rồi thì đó là căn bản cái quá trình, quy trình mà hôm nay anh em làm sầu riêng khu vực Đắk Nông Tây Nguyên mình ha. Đây, thời điểm là chúng ta ra đây ta nhìn rõ hơn là cái cơ đọt mình đã lụa nè, chú đã lên mầm lần thứ hai nè, đã lăng thứ hai nè, sắp tới sẽ lên mầm, phun vào lá trước rồi tưới cái sâu lăng bên dưới, rồi tiếp tục giai đoạn sau là chúng ta lên tạo mầm lăng 89 kết hợp với cái thằng siêu tạo mầm, cắt nước. Rồi cắt nước ta canh thời điểm lá già, rồi xong nó nhú hột gạo, nó phun bộ chặn đọt cho lá nhanh, bên trong phun ATB. Đó là cái quy trình anh em ha, trên vườn này cũng vậy thôi. Và năm nay thì anh em sẽ đi hỗ trợ theo cái thời điểm thực tế từng vườn, anh em sẽ có cái quy trình hoàn toàn khác nhau, không vườn nào giống vườn nào hết, miền Tây khác, miền Đông khác, Tây Nguyên khác. Có thể là một số vườn chúng ta cần cái này nhưng mà không cần cái kia, thì chúng ta xử lý theo thực tế tại vườn, chứ không phải là cái quy trình vườn nào cũng làm giống quy trình đó.
Đó, thì tùy thuộc theo anh em đi vườn và xem cái tình trạng cây, tình hình cây. Nếu con mình cần thắc mắc gì có thể gọi về hoặc là gửi hình, anh em sẽ xem tình trạng cây, khu vực đất đai cũng như thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu thì chúng ta sẽ xử lý phù hợp nha. Năm nay thì cái lượng mưa rất là khắc nghiệt của con, mưa rất là thất thường, rồi lượng mưa dai dẳng kéo dài. Hiện tại bây giờ lọt cho tháng 10 âm lịch mình rồi nhưng mà vẫn còn mưa rất là nhiều của con, cho nên đó là cái vấn đề mà cắt nước xiết nước tạo khô hạn gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên là chúng ta để ý là chúng ta phải phun tạo mầm cho đúng giai đoạn và chuẩn bị cây cho nó khỏe ha. Ví dụ như cái lực cây chúng thấy như thế này thì quá đẹp rồi nè, cái bản lá nè, nó còn thấy lực cây nào có bản lá như thế này nè, nó bản lá nè, nó to nè, to nó tỉ ha, đủ lực để làm thì chúng ta sẽ làm bông. Và chúng ta phải cân nhắc cái quá trình mà chúng ta phải rửa cây trước khi làm. Rong rêu nhiều quá, rong rêu nhiều quá phải rửa cho nó sạch, rồi chúng ta xem cái cây chúng ta nó lên nhựa chưa, nó lên nhựa cây nó lực lên nhựa, tức là nó có gân gân đỏ đỏ trong cái nhánh cây của con, trong cái thân cây á. Lúc này nó lên nhựa được cái dòng dinh dưỡng mà di chuyển lên xuống từ ngoài vô trong, từ rễ lên lá đó, thì nó sẽ rất là mạnh mẽ, nó sẽ di chuyển dinh dưỡng lên xuống liên tục rất là mạnh mẽ, rất là khỏe cây, cho nên nó mới lên nhựa. Mà lên nhựa được chúng ta là bông nó sẽ rất là đạt. Còn nếu mà cái cây của chúng ta chưa làm bông mà nó khàn 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 kiểu như không lên nhựa, kiểu như xấu cây, cái nhánh cây và cây nó xấu thì chúng ta thấy là nó chưa lên nhựa. Cái cây của chúng ta lúc đó còn rất là yếu, cái rễ rất là yếu, cái lá hoạt động rất là yếu, cho nên không lên nhựa thì chúng ta làm bông sẽ không đạt bằng những cây có lên nhựa. Vậy ha. Thì đó là cái giải pháp hôm nay anh em xin chia sẻ với cậu mình ha. Thì có nhiều thắc mắc thì của con chúng ta có thể gọi về anh em sẽ hỗ trợ thêm. Rồi xin kính chúc của con mình thành công.